mà bữa trưa lúc đó thì cái khung cảnh em chụp bức ảnh thì nó ra sao? Và đây là lần thứ mấy em tham dự chương trình Canon Photo Marathon? Lần thứ ba. Mấy lần trước có trúng không em? Lần này trúng cái giải đặc biệt, không trúng mà trúng dữ gì đó. Bây giờ thì chúng ta xin mời giám khảo Justin Moore. Can you share me something about why this speaker win the Spatial Prize? Chắc là những người high five. Anh theo hận. Đây, em có cần anh đỡ một chút không? Hay là chị nó luôn đi để chụp hình cho đẹp. Can I say something? Last year, of all the Canon Photo Marathons all around Asia, there was no females. Now in Vietnam, two cities already, two female winners. Men, you better get your act together. Năm ngoái là có hai người tham gia nữ của Việt Nam nữa. Coi như là đánh bại tất cả những đối thủ nam giỏi để lên với người Việt Nam nhất. This photo is beautiful on so many different levels. First of all, it fits with you perfectly on a traditional mark, but not traditional in the way that there's a bunch of men working here at the fruit stand, the vegetable stand. We really love that part of it. Cái bức ảnh này nó có nhiều tầng ý nghĩa rất đặc biệt. Đầu tiên là về chủ đề là về chợ truyền thống. Chúng ta thấy là trong chủ đề chợ truyền thống á, thì đặc biệt là ba anh này xuất hiện bán trái cây ở trên cái lề đường. And the colors really pop beautiful. Look at the colors on the wall, the colors in the vegetables, the colors in the fruit there, the dragon fruit. I really love all those colors. They're so beautiful, really make you excited when you look at the shot. Và cái điều quan trọng là chúng tôi rất là thích cái màu của cái bức ảnh này rất đa dạng. Từ cái màu đỏ của trái thanh long, cho đến cái màu xanh của cái bó rau, cho đến cái màu trắng của người đàn ông mặc áo. Rất là nhiều cái màu sắc nó thể hiện trong cái bức ảnh này. And lastly, photography is about making you feel something, making you react to something. This is a pure, such a pure, natural moment with all three of these men laughing at the same time, sharing a moment. When you look at this photo, you feel something. You feel a pure moment of joy and laughter. She keeps that moment laughing to you. Và cái điều quan trọng đó là khi mà thể hiện một ảnh, nó phải thể hiện cảm xúc hạnh phúc đó. Và cái hay của cái người chụp ảnh là chụp được cùng lúc ba đồng người của ba người đàn ông cực kỳ hạnh phúc. Mà bán, gọi là bán trái cây ở trên cái lề đường. Ngay cái lúc này, cái khoảnh khắc đó thực sự vô cùng quý giá và vô cùng ấn tượng với người xem. And we're just all impressed with this image. I'm impressed with everything we saw today. It's a beautiful image. You captured a great moment. And it wasn't just the moment. You had the light, the composition, the color, and it fit with you perfectly. Congratulations. Và cuối cùng là chúng ta phải nói là về ánh sáng, về màu sắc, về bố cục và về cái câu chuyện, về cái hình ảnh, cái cảm xúc. Tất cả mọi thứ bạn làm rất là hoàn hảo. Và ban giám khảo của chúng tôi đã nhất trí chọn bức ảnh của bạn để trao giải thưởng lớn nhất trong ngày hôm nay. Xin chúc mừng. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi đứng đây, đứng xuống đây đi. Thank you Mr. Justin Moore. Cảm ơn em rất là nhiều. Đây là một cái vinh dự rất là lớn của ban tổ chức của chúng tôi khi có một gương mặt nữ đặt giải thưởng này.